Bây giờ mình sẽ mở lên một cái máy mới hoàn toàn là nó chưa có kết nối wifi, thì nó sẽ vô trực tiếp chương trình hát karaoke. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn kết nối wifi và cài đặt app. Chờ khởi động lên đi. Rồi. Rồi khi khởi động vô á thì nó chưa có nhận wifi, chưa có điều khiển YouTube được, chưa có điều khiển từ app qua được, thì phải thoát ra ngoài. Vô quay lại nè. Thì nó hỏi mình thoát chế độ đồng ý nè. 8 con số 8. 6. 6. Quay phim nhớ dai ghê quay. 1 2 3 4 5 6. Thì thông thường á, một cái máy mới á thì nó sẽ khi mà nó thoát ra thì nó sẽ vô Smart karaoke player, là một app hát karaoke nâng cấp thêm cho đầu K1. Thì khi mà thoát được màn hình cài đặt thì mình sẽ vô phần cài đặt ở đây. Wi-Fi DTA. Đăng nhập cái Wi-Fi ở nhà. Rồi đã kết nối, thoát ra ngoài lại. Rồi mình sẽ chọn vô trình hát karaoke lại. Thì lúc này mình có thể hát trên YouTube được ha, hoặc chọn nhạc SoundCloud để nghe ha. Rồi thì YouTube nè, vui lập nhập từ khóa nhạc sống. YouTube thì phải search đủ từ đủ ngữ thì nó ra nó mới chính xác. Thì lúc này thì đã chọn được rồi đó, thì nó phát luôn. Đây trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai thì trên iPad tải một cái app AR3600WTK. Bởi vì ở đây nó có cái IP nè, 192.168.1.1.3 thôi, thì mình sẽ nhập vô đây. Nhập vô đúng cái IP đây. Ha, 13 rồi. Tình yêu còn đâu. Chờ nó chút xíu để nó load cái bài lên ha. Còn đâu. Rồi, lúc đó này thì mình đã chọn được rồi nè. Rồi qua bài. Rồi, đó là xong cái phần cài đặt của K1. Tắt máy đi.